Chào các bạn, thời gian bây giờ là 4 quá nhỉ? Thì bật flash lên không bật được, bật máy bật được. Thời gian bây giờ là thứ ba, năm 2021, tức ngày 26 tháng 10 năm Tân Sửu. Thời gian này là sau lập Đông 21 ngày, sau lập Đông 23 ngày và trước Đông Chí 21 ngày. Thời gian này nhiều bạn đã xử lý vấn đề hoa lộc, đã gặp dục dặc trục trặc. Bây giờ mình mời các bạn xem thử đây. Bạn gửi một đoạn video cho mình. Mình mở xem sao bé thế nhỉ? À, bạn không có âm thanh. Cái Zalo của máy tính nó khác như điện thoại. Phải mở đi mở lại nó khó lắm, nó không được tiện như điện thoại. Thì dám lại như sau. Anh Minh ơi, em full HTC cộng với Lân 86 để diện lập nhưng bị nặng giờ, bị vàng lá rụng, giờ làm thế nào khắc phục được ạ? À, anh góp ý với em. Mình có nhắn tin là không được cộng giờ tới vân vân để vậy đây. Dạ, người bán hàng bảo em cộng cả hai vào nhau, vừa diệt được lộc vừa ủ hoa, theo anh thời gian vân. Thì tóm lại cái vấn đề mà chúng ta dùng HTC hay dùng phân vân lá, hình như mình nhớ không nhầm, hình như mình chia sẻ cái phân vân lá từ năm ngoái năm kia đến nay, mình chia sẻ là chúng ta phun luôn bao giờ cũng phải cẩn thận nhất. Thứ nhất là chúng ta không cộng mà mình nói chỉ phun một lần thôi, còn nếu chúng ta phun mà cộng thì chúng ta phải phun chúng ta phun, nếu phun lần thứ hai chúng ta phun sau thời gian rất là dài, chúng ta phun cộng như nhiều anh em và các bạn phun cộng. Còn về nồng độ tỷ lệ phun HTC như nào mình chia sẻ nhiều, nhưng nhiều trường hợp là chúng ta ra mua nhiều anh em và các bạn vẫn phun nặng gấp đôi, thậm chí nặng rất là nặng, cho đến tượng mà rụng hoa rất là rụng hoa rụng quả rồi hỏng cây nghẹn hoa rất nhiều. Cũng có những trường hợp mà anh em lại phun lại không có hiệu quả. Đấy. Tóm lại là các kiểu cả. Đấy. Cho nên mình làm lại video này để chia sẻ các bạn là chúng ta phun. Thứ nhất, HTC thì nó không những nó chỉ có một tác dụng mà nó còn tác dụng cả diệt lộc, làm lá mau thành thục, ủ hoa, kích thích quá trình ra hoa. Cho nên chúng ta chỉ phun một lần và chỉ một lần duy nhất trước khi ra hoa, đậu quả 45 50 ngày, và tối thiểu phun cũng phải chỉ phải cách tầm trước 4 35 ngày trở đi, chứ tuyệt đối không được phun quá gần. Và khi phun xong chúng ta cũng đừng cộng gì, đừng bao giờ phun với cái gì nữa, dừng luôn, đến khi nào ra hoa chúng ta mới tính, chứ không phải chúng ta phun xong một tuần chúng ta lại phun tiếp cộng với phân vân lá. Bởi vì chúng ta biết rồi, phân vân lá nó là chất phân là đạm lân kali lưu huỳnh canxi manxe các kiểu cả. Tuy nhiên khi chúng ta phun với mắc cao nồng độ cao, đặc biệt là lân kali chúng ta phun vào, chính là nó tạo ngộ độc làm cho lá nó bị hỏng. Chính vì vậy khi chúng ta đã phun cái này rồi thì phân vân lá ưu điểm nó là thức ăn, cho nên nó hỏng nó bị làm sao nó chỉ trục trặc lúc đấy thôi. Nhưng cái này thì nó là cái này ethylene là một trong ba cái chất, bốn cái chất, năm chất này mình đưa đấy. Ví dụ như là ibezalin, auxin, ketokinin, ethylene và axit apatic ấy, thì cái này nó là ethylene, là chất ức chế. Còn ba cái chất kích thích đó là ibezalin, auxin và ketokinin. Còn chất nó ức chế đó là ethylene và axit apatic. Thì nó thuộc hormone. Đã là hormone thì nó rất là ít, vô cùng cực kỳ ít thôi. Nó sản sinh ở bộ phận này như ảnh hưởng bộ phận khác. Nên mình có thể so sánh giống như thuốc phiện chất kích thích vậy. Nó rất là khỏe các bạn ạ, trông chúng ta phun lên nó trong veo nước thì chẳng có gì đâu, nhưng tác dụng của nó cực kỳ mạnh, cho nên chúng ta dùng không khéo là chúng ta tuyệt đối không dùng. Đặc biệt mình chỉ chia sẻ chúng ta dùng một lần và không cộng, nhưng nhiều anh em dùng nhiều lần và cộng nhiều lần, cũng như chúng ta phun xong mấy hôm sau chúng ta lại ủ hoa, tốt nhất chúng ta phun một lần nhá. Mình chia sẻ lại hôm nay, nhiều khi mình cứ chia sẻ nhiều nhiều anh em bảo nói đi nói lại nó nhàm chán, nhưng mà mình làm xong các bạn vẫn bị
Đây mình chỉ ví dụ như năm ngoái năm kia đây mình phun 1,5 ml HTC trên lọc vải đã vận dụng này, thế năm ngoái mình làm ví dụ đây. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết tận dụng phân bón lá hoặc là học môn nó cực kỳ. Thôi mình ví dụ như con dao hai lưỡi ấy, nếu chúng ta dùng tốt thì nó cực kỳ hiệu quả, nhưng chúng ta dùng không tốt, không may cái mặt trái của nó cực lớn. Đó là nghẹn hoa, hoa ngủ, thậm chí rụng lá hàng loạt như video ở trong Zalo bạn vừa chia sẻ. Cũng như chúng ta dùng không tốt như năm ngoái năm kia, nhiều anh em chia sẻ là vải chúng ta không rụng đầu lọc. Nhưng mình đã dùng bao nhiêu năm rồi, rất hiệu quả. Cái nhược điểm của cái HTC là chúng ta phun nó ra hoa đậu quả được rất tốt, nhưng cái nhược điểm là nó ra trong kẽ, cho nên gần đây mình bán vải cho tàu là chúng ta phải vặt lá hơi vất vả, cho năm nay mình muốn chuyển sang cái dùng kẹo phân. Còn dùng HTC chất hóc môn nó rẻ, ví dụ như chai 50.000 chúng ta phun độ 200-300 lít nước hoặc 160 thì nó nhiều hơn, cho nên MKP lân 86 hoặc là NPK dầu kali thì phun nó sẽ tốn tiền hơn rất nhiều và hiệu quả nó kéo dài. Tuy nhiên phân thì nó mặt trái của nó ít, còn HTC mặt trái rất nhiều, cho nên chúng ta phải cực kỳ khéo. Thì về vấn đề HTC chúng ta phun theo mác hướng dẫn người ta hoặc phun không theo mác, tại vì phun nhạt hơn nó có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như vải vừa ra hoa ra lộc chúng ta phun nhạt hơn mác thì nó có tác dụng là rụng lộc nhưng không rụng hoa. Còn MKP cũng thế hoặc NPK dầu kali cũng thế, lẫn thế chúng ta biết dùng khéo thì rất là hiệu quả. Mình ví dụ như là 2 năm về trước khi mình phun, mình đang kéo điện thoại đây, mình dùng cái MKP à NPK của 7544 của hợp chí nhá. Khi cái vải nhà mình nó đang chỉ là Tết năm 2018 ấy, khi cái vải nó đang ra hoa kèm lộc toàn lộc, nhưng mình phun cái 7544 vào, sau một thời gian nó chuyển thành hoa. Bây giờ mình đang kéo đây các bạn xem. À đây, qua đây các bạn xem cái video của mình ấy. Khi các bạn cần xem video của mình các bạn kéo vào, chính là chúng ta bấm vào video tải lên cho nó kéo xuống, cần xem video mấy năm cũng được. Ngoài 3 năm rồi à? Được quá rồi, đâu mà tìm nào. Ở đây, khoanh nửa vần cập nhật phần còn lại 2018 tháng 12 rồi. Đây. Vậy, thiều năm 2000 đã ra hoa rõ ràng. Vải thiều sắp nở hoa. Đây những đoạn này rồi. Phần khoanh nửa vườn, phần còn lại. Vải thiều. Đây chúng Tết đây nha các bạn nhìn này. Mình nhìn thấy cây ngay trước cửa nhá. Đây mình dùng cái 7544 nếu chúng ta biết cách dùng. Chân tại sao năm nay mình hay dùng cái phân bón. Nhiều người gọi mình hóa chất đấy. Đây. Đây mình kéo lại các bạn xem những cây ngay trước cửa mình nhá. Đây mở loa to tí. Cây lên ra lập và ra lập đẹp hơn, nếu không bóng tỉa thì tự nhiên thì vải ra kém không đều, cành ra cành không đây và nhé, cành ngay đây này các bạn nhìn chỗ chuột mình như chỉ vậy nhé, thì ta lọc đẹp đi. Cây thứ hai cái toàn lọc như cành này này, mình quay lại nhé các bạn xem này, mạng nó chậm quá. Đây các bạn nhìn này, toàn lọc các bạn nhìn chưa, toàn lọc. Bạn nhìn chưa, toàn lọc. Các bạn xem cây thứ hai nha. Sao lâu thế? Đây mình quay lại xem nào. Cây thứ hai toàn lộc. Đây cây toàn lộc này. Nói bé quá, lúc ấy mình chưa làm, mình làm video cho mình thôi, mình không làm video cho mọi người, nên mình nói bé. Các bạn đợi mình một chút nha. Ôi trời, chắc mình dừng điện thoại tí, cái đó tời xong cho lại nha. Ở đây. Bạn đang gặp sự cố gián đoạn, tìm hiểu nguyên nhân, bỏ đi. Ủa?
Tân Lộc. Sang cây thứ hai nhé, cây các bạn nhìn này rất thưa toàn lộc. Cây thứ hai toàn lộc. Thì mình đi qua rồi, lúc ấy mình quay là mình không phải làm YouTube các bạn, mình quay mình lưu. Mình trở lại mình xem sau, thời gian sau nhá. Trời, nó cứ thế này. Trời, chó. Lâu thế, mạng yếu, đây. Khoanh nửa vần, vải thiều đúng mùng 4 tháng 2 nhá, trước Tết. Đó mùng 4 tháng 2 năm 2019 là ngày 30 tháng 12 Tết, vải thiều đã ra hoa từ năm ngoái. Sau một thời gian đây, vải thiều ra hoa rõ ràng. Ôi mạng này cục chặt. Đây đây đây, đây cái cọ này này. Đấy 30 Tết, cái này toàn lộc. Nhưng sau mấy ngày thì toàn hoa. 17 tháng 1 tức là sau một nửa năm. À sau nửa tháng. Đây. Bạn xem lại nhá. Đấy, trước là toàn là lộc, bây giờ mình thành hoa. Cái thứ hai trước toàn lộc này, mời các bạn xem nhá. Sau mình đi qua xong mình đi lại sao để mình xem nó có phải đi lại không. Đây mình quay lại đấy. Cái cây này hôm 30 Tết thì nó toàn lộc, nhưng sau mười mấy ngày nó chuyển sang hoa. Đấy mình phun HTC đúng 22 tháng 12. Dạ các bạn xem nhá. Rồi, bây giờ mình chuyển lại. Đấy mình phun HTC bao nhiêu năm, bao giờ cũng vậy. Lâu quá. Vải thiều ra hoa. Vải thiều sắp nở hoa, vân vân. Thế còn tất cả năm ngoái trở đi mình đều phun HTC đấy, mình đã dùng bao nhiêu năm, rất hiệu quả. Thế các bạn nhé, khi kèm cần xem video cũ mình, các bạn chỉ cần vào các bạn kéo vào thôi, chẳng có gì khó cả. Còn từ năm ngoái mình không khoanh thì các bạn biết vải mình nó như nào rồi. Vân vân, ok, đã đâu, mình xem ví dụ đây. Phun 20ml trên 1 lít nước vải thiều trong vườn, giữa vườn 1 năm trước. Phun 1,1ml HPC 1 lít nước, có thể làm dụng lọc, khoanh, vân vân. Đây, mình đều làm hết đây. Đấy, mình đều chia sẻ đây.
Fulbom Freer cộng với Hyperon vân vân. Vâng, tức là năm ngoái mình cũng phun HTC đấy, mình phun hầu như hiệu quả các bạn nhé. Đôi mình kiểm tra cái vườn năm ngoái mình phun xong, đây một năm trước là vàng đỏ ưa ao đây. Thăm vườn tại nhà sau cơn mưa. Chém gió đây. Đây. Khoanh vải với nông sâu rộng hẹp. Ôi ôi đi. Số ngày trục trặc này. Trước đồng chí 20 một ngày u hồng đã hoa. Ra lộc đông. À năm ngoái kích đây. Kích hoa vải sớm 11 tháng trước. Vải phun HTC đây 2,5 ml cho 1 lít nước lên vải giữa vườn. Đấy, phun cái gì vân vân. Cảm ơn các bạn nhé, có vẻ hơi dài, các bạn khó chịu một chút, chúc các bạn ngủ ngon.